quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần rất quan trọng trong buổi tối đêm nay, thưa quý vị. Đó là phần bốc thăm và lựa chọn những quốc gia mà tất cả các thí sinh sẽ đại diện. Nhưng trước khi bắt đầu phần này thì một lần nữa cho phép Thiên Minh được thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn đội ngũ ekip một lần nữa. Xin cảm ơn hệ đội thực ngũ âm thanh ánh sáng anh Diệp Minh Nhật, màn hình LED anh Thành Trung, ánh sáng Mr. Hòa. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, và quý vị có trong chờ thí sinh nào sẽ rơi vào nước nào không quý vị? Tại vì trong đêm nay, nếu là những thí sinh tiềm năng sẽ rơi vào những nước mà đặc biệt có những đất nước mà có lẽ là chúng ta mới nghe lần đầu luôn quý vị. Cho nên hứa hẹn sẽ rất đặc biệt trong buổi tối đêm nay. Và bây giờ có lẽ là tâm lý của các thí sinh cũng đang rất là hồi hộp. Cho nên quý vị ơi, một tràng tay thật mở và ủng hộ tinh thần được không ạ? Lời yêu này để bắt đầu vào mốc thăm lựa chọn đơn các quốc gia đại diện cho tất cả thí sinh. Xin quý vị cùng hướng về sân khấu để cùng chào đón đại diện ban tổ chức. Một tràng pháo tay để cùng chào đón ca sĩ người đẹp Baby Phùng. Chào đón đương kim wow Miss Grand Hương Nam 2022 Hồ Tiểu Vy. Dù đã là hoa hậu nhưng như là ngưng mắt rất là sân si, thưa quý vị. Hoa hậu thì hoa hậu nhưng rất là sân si. Và đặc biệt ngày hôm nay, hoa hậu mình đi trao sát vẫn còn có ba đi theo, đó là ba Nguyễn Kim Hùng ủng hộ tinh thần và xin ra đây em trai. Và kính thưa quý vị, giây phút hồi hộp và chờ đợi, chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm dành cho các đất nước, thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đất nước đầu tiên. Xin mời Angola. Chúng ta sẽ đến với đất nước Angola. Xin mời người đẹp đi phục vụ. Chúc mừng Angola đã thuộc về thí sinh Thanh Trúc. Vỗ tay cho Angola quý vị ơi. Và chúng ta đến với đất nước tiếp theo. Xin mời chúc mừng Bội Nhi. Và chúng ta sẽ đến với đất nước tiếp theo, Australia. Xin được chúc mừng thí sinh Úc Bát Khai. Và chúng ta sẽ đến với đất nước tiếp theo, Brazil. Hồi hộp quá quý vị. Chúng ta đã với thí sinh Tố Quân. Làm gì có học chịu hay sao quý vị ơi. Vâng, Brazil đã thuộc về Tố Quân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đất nước tiếp theo, Cambodia. Đã thuộc về Hoa Suri. Rồi, kính thưa quý vị, phiên bốc thăm này hoàn toàn ngẫu nhiên để tạo sự bất ngờ cho tất cả những thí sinh cũng như là tất cả quý vị khán giả. Chúng ta đến với đất nước tiếp theo, Canada.
xin được chúc mừng Canada tốt tốt. Một người đẹp rất đáng ký đến từ Canada của quý vị. Và chúng ta đến với đất nước China. Thuộc về thí sinh Lân Lân. Tiếp theo chúng ta đến với đất nước Colombia. Xin chúc mừng Tấu Tấu. Miss Grand và Miss Universe không bao giờ đổi trời chung quý vị. Và chúng ta đến với đất nước tiếp theo, Dominica. Đúng là Dominica, Dominica Republic. Xin chúc mừng Lê Giang. Vâng, và chúng ta sẽ đến với đất nước Ai Cập. Thưa quý vị, nữ hoàng Ai Cập sẽ thuộc về Quỳnh Cha. Rất là giống quý vị, mà rất là á quý vị ơi. Thấp xuống thưa ơi, hoa hậu nó lùn rồi ơi. Và chúng ta vẫn với đất nước tiếp theo, Phrase New Family sẽ thuộc về Cherry. Germany, Đức. Nước Đức sẽ thuộc về thí sinh Sơn Ca. Và chúng ta đồng với đất nước tiếp theo, Hồng Kông. Cô gái Hồng Kông sẽ thuộc về U Mila. Rất là giống quý vị, với mái tóc giống trong phim Hồng Kông quý vị. Đặc biệt là những phim Phương Thi quý vị nha. Lộn của em ơi, lộn của em. Và chúng ta sẽ đến với đất nước tiếp theo, Iceland. Chúc mừng Quỳnh Hương. Và chúng ta đến với đất nước tiếp theo, India, Ấn Độ, đã thuộc về Trà Hoa Nữ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với Indonesia, đã thuộc về Hồng Bàng.
và chúng ta đồng với đất nước tiếp theo Israel. Chúc mừng Linda. Người đẹp có gương mặt già nhất trong cuộc thi năm nay quý vị. Và chúng ta đồng hành với đất nước tiếp theo Italy, nước Ý. Chúc mừng Kiều Bảo Hoa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với đất nước Mexico. Mexico đã thuộc về Hoa Trà. Và chúng ta đến với đất nước tiếp theo Mongolia. Đó là đất nước Mông Cổ của quý vị. Chúc mừng. Và tiếp theo chúng ta đến với đất nước Myanmar. Chúc mừng Mân Mân Chê. Cái sự lạnh của nó làm tắt nhạc luôn đó quý vị. Và tiếp theo chúng ta đến với đất nước Netherlands. Netherlands là Hà Lan như vậy. Hà Lan nó thuộc về Diệu He. Và tiếp theo chúng ta đến với đất nước Singapore. Cô Lao.
đến với đất nước Spain. Tây Ban Nha sẽ thuộc về Yumi. Bộ phận y tế chuẩn bị tiếp sức cho Yumi. Tiếp sức đến từ Tây Ban Nha thưa quý vị, Yumi. Và chúng ta đến với đất nước tiếp theo, Thái Lan. Thái Lan sẽ thuộc về Lucy. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với tiếp tục về Lý Huế Trân. Thổ Nhĩ Kỳ đúng không chị? Nơi sinh ra của ca MC. Và chúng ta đến với đất nước tiếp theo, USA. Hoa Kỳ tiếp tục về thí sinh Tân Nhi.